Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về cách thiết lập tag trong phần mềm AutoCAD 2015. Để thiết lập về tag, các bạn hãy gõ lệnh ST, tức là lệnh Style, Enter. Đây chính là giao diện chỉnh sửa các kiểu chữ trong phần mềm AutoCAD. Để tạo ra một kiểu chữ mới, các bạn hãy kích vào New và đặt tên cho cái kiểu chữ các bạn mong muốn, ví dụ như là Anabim. Mình kích vào OK. Sau đấy các bạn sẽ thấy này, chúng ta có cái phông chữ Anabim đã tạo ra ở đây và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh các thiết lập như sau. Mở nó Form thì các bạn muốn kiểu chữ chúng ta sẽ là kiểu chữ gì, các bạn có thể kéo vào đây, kích vào đây và kéo rất là nhiều, có rất nhiều kiểu chữ ở đây cho các bạn lựa chọn. Mình lưu ý rằng thì trong cái thư mục cài đặt mặc định của CAD thì font chữ nó đang khá thiếu, do vậy khi các bạn sử dụng các cái bản CAD của bạn bè đồng nghiệp thì thường bị lỗi font. Do vậy các bạn có thể là download các bộ font trên mạng về và copy vào cái thư mục font trong bộ cài đặt của AutoCAD ở C. Tiếp theo, lưu ý thứ hai đó là ở Việt Nam chúng ta thường sử dụng các bộ phông chữ có đuôi là SHX, các bộ đuôi kỹ thuật và các cái phông chữ có tên bắt đầu là VN. Ví dụ như là VN Time, các bạn thấy này, là VN SHX, và chúng ta thường sử dụng nhất, nhiều nhất ở các công ty đó là VN Time SHX này này. Đấy, các bạn có thể kích vào đây lựa chọn. Tiếp theo các bạn hãy chọn chế độ Ubix Font cho mình. Đấy, chế độ này sẽ giúp các bạn gõ tiếng Việt. Đấy, và các bạn hãy chọn ở đây thì chọn là cho mình là VNS.SHX. Đấy, đây. Sau đấy ở mục Size chúng ta sẽ có chế độ Annotative. Thì cái chế độ này sẽ giúp các bạn điều chỉnh text ở trong layout, giúp là các bạn vẽ với các cái tỷ lệ khác nhau thì text nó sẽ luôn là bằng nhau. Đấy, thì đây là cái chức năng Annotative, chức năng rất quan trọng trong layout thì các bạn nên kích vào. Mục Paper Text 2 thì các bạn có thể là lựa chọn cho chúng ta cái thông số chiều cao của text, và các bạn mình lưu ý các bạn có thể là để mặc định là không, bởi vì là trong text ở các bản CAD đời cao này thì chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển cái thông số chiều cao một cách rất là linh động. Đấy, các bạn không cần phải điền đây luôn. Đấy. Tiếp theo mục Effect thì các bạn có thể cho chúng ta một vài cái hiệu ứng như là đảo lộn này, lật ngược này và viết theo chiều dọc. Đấy, các bạn có thể bỏ chọn. Đấy. Mục Width Factor thì các bạn có thể điều chỉnh cái thông số chiều rộng của chữ. Ví dụ như đây là 1, mình cho nó lên 2 thì nó chữ nó sẽ béo ra gấp đôi. Hoặc là cho cái 0,5 thì chữ nó sẽ hẹp đi như thế này. Thì thường các bạn có thể để 1 hoặc là giảm đi một tí, ví dụ 0,8 chẳng hạn. Đấy. Mục Oblique Angle này thì đây là thông số cái góc nghiêng của chữ. Các bạn có thể cho chữ nghiêng và cách điền cho nó thông số ví dụ 30 độ. Đấy, thì cái này mình cũng chọn hoặc không. Sau đấy mình thiết lập xong mình kích vào Apply. Đấy thì các bạn thấy này, chúng ta đã có phông chữ Anabim đây và các bạn sẽ kích vào Set Current để biến cái phông chữ này để có thể sử dụng khi chúng ta sử dụng tag. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có các công cụ giúp có thể xóa đi các phông chữ. Nếu các bạn muốn xóa phông chữ này đi, các bạn chọn vào nó, chọn Delete. Lưu ý rằng cái phông chữ đấy không được thiết lập là Current thì mới có thể xóa được. Như đây, Anabim đang là Current Text Style nên chúng ta không thể xóa nó. Đấy, các bạn Close. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể thiết lập tag trong phần mềm AutoCAD 2015. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.